mướn bây giờ ngã số 2 là cô chỉ bỏ rằng 100 tỷ thôi, cô sẽ cho mướn 1 tháng 3 tỷ trong vòng 1, 2, 3, 4 năm là thu hồi vốn. Làm mấy con gì chủ nhà nó ăn hết. Những giới chuyên gia đã từng nói là cái giá nhà thuê, cái giá thuê mặt bằng ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội đó là thuộc top cao của thế giới. À, nhiều bạn hỏi tôi trên live stream khi nào bất động sản hot như xưa. I don't know. Forever, mãi mãi không có chuyện hot như xưa. Thì chúng ta hiểu chữ hot như xưa là sao? Hot như xưa là gì? Học hành cả đời không bằng tiền lời đâu đó. Hot như xưa là gì? Thằng Duy Nguyễn mà đầu tư game chi vậy? Mày đi mở cửa hàng dịch vụ đi chứ mày đi mua đất đi, mày 3 4 năm sau mày bán là mày có tiền rồi, mở chi lỗ mày. Không phải là lời nói giỡn. Chính gia đình tôi nói là chính gia đình của Duy Nguyễn khi mà thấy Duy Nguyễn mở phòng sim ra rồi hồi chết mẹ thằng này nó khùng. Thằng này là như đây tiền mày ôm đất đi, mày cầm vài tỷ mày ôm một năm là gấp đôi. Năm là gấp đôi. Ok, hot. Vậy tôi hỏi bạn tiền đâu có vậy? Cái gấp đôi là ở đâu? Ở đâu? Tôi biết không tôi? Không biết luôn. Anh cũng biết luôn. Có tiền cái gấp đôi nó là ở đâu có? Hay là tự nói? Vậy thì anh nói là cái mô hình mà bất động sản mà nó hot như ngày xưa là theo kiến thức của tại hạ là chuyện đó là không thể rồi. Tại vì nó đã hình thành trên quá nhiều cái sai. Sai này là gì? GDP của Việt của em nhiều. Anh không dám nói của Việt Nam. Tại Việt Nam người ta cao lắm. Người ta nói GDP, GDP ảo. Rất nhiều thành phần kinh tế này là ABCDEF gì hết. Có bạn kể là GDP Việt Nam 15.000 luôn. Ok kể đó bạn nói. Tôi đúng là sổ sách của World Bank tôi chơi thôi. GDP các bạn bao nhiêu? Bây giờ một cái ngôi nhà nơi các bạn ở là bao nhiêu? Rồi cái dòng tiền, cái thu nhập của bạn có ổn định không? Để bạn có được cái ngôi nhà đó. Thấy nói tới đây là hay cấn cấn rồi đúng không? Rồi chưa kể nữa. Các bạn có biết câu chuyện là thất bại trên chính tục đất quê hương chưa? Mình có một số thằng bạn ở dưới quê học giả ẹt à. Xong rồi biết ai lùa dự án gì đó, giờ nó bán đất. Nó bán đất, xong nó mua lại cục đất của nó. Xong vậy chưa? Hiểu kỳ, ok ta. Bán đất lại mua lại cục đất của mình. Tức là đất nó là đất sỏi cỏ không à, trồng mía trồng gì không biết nữa. Giờ tự nhiên có một dự án trên tờ giấy A4 phân lô ra, thì khi mà đương nhiên là cái cục đất ngày xưa nó bán sẽ rất là rẻ. Rồi bây giờ cái kia là giờ nó hết mía rồi, giờ đó là nhà phố, bệnh viện trường học gì đó không biết nữa, thì cái giá đất nó sẽ mắc lên đúng không? Thì nó phải bán giá rẻ, nó mua là cái giá mắc, nó chờ nó bán được người khác giá mắc hơn thì nó lúc đó nó sẽ có lời. Cuối cùng giờ bạn với quê toan. Đó là cái nghịch lý tiếp theo. Còn cái nghịch lý nữa là gì? Tức là sức phát triển của nền kinh tế nó không có theo kịp được cái giá tăng bất động sản như vậy. Vì khi cho cùng, bất động sản để làm gì? Để phục vụ ở, để phục vụ kinh tế đúng không? Nhưng mà đằng này để phục vụ ở và để phục vụ kinh tế được bao nhiêu người? Mà toàn là những người đầu cơ, toàn là những F, F1, F2, F3, FN. F đây làm sao? Ví dụ như Tú. Giờ Tú không có thằng cô gì làm á, Tú có nhà ở đâu đó cha mẹ Tú để lại. Wow. Xong rồi Tú bán cái nhà đi được 1 tỷ bạc, xong rồi Tú ôm hai cục đất mỗi cục 500. Trong khi đi ngồi lê lê uống quán cà phê đó chém gió. Thì Tú là F. Chứ đâu không phải là cái việc mà Tú cầm tiền, Tú đi mua cái nhà. Từ cái nhà đi phục vụ sản xuất hoặc là phục vụ kinh doanh hay phục vụ để ở, mà Tú là Tú đầu cơ. Đó là cái nghề lý tiếp theo. Tự nhiên nó làm cái nghề gọi là nghề đầu cơ. Mô hình là thế giới G7 nó không có. G7 đầu cơ thì chỉ có chết thôi. Đó, anh lấy ví dụ. Ví dụ như giờ anh có mấy thằng bạn bên Mỹ nó làm cò đá cò nhà gì đó không biết, bà nó kêu là cái gì quên rồi. Cái gì Realtor. Dạ. Thì khi mà nó bán một cái nhà thì nó cũng 2% hết thế thôi, tức là nó là người môi giới, nó có kiến thức về cái nhà đó, nó đi bán cái nhà này nọ kia cho một người để ở thì á là nó sẽ được 2%, chứ nó không bao giờ nó bỏ tiền ra để mua 10 cái nhà nó chờ bán. Khi mà nó bỏ tiền ra nó mua 10 cái nhà để mà nó chờ bán thì nó là tiếp tục đầu cơ. Vậy tại sao thằng đó không làm được chuyện đó? Nó không có tiền. Đúng, mày mới qua tiền đâu mà có, hợp lý không? Nhưng mà nó vậy sao mặt như nó vậy, xã hội có người giàu người nghèo gửi em túng lơ sao megabo đồ. Vậy thì ok, cho dù mày có tiền cũng chả dám làm như vậy. Tại sao? Giờ lấy đơn giản thôi, ví dụ như bên Texas đi thuế 2% cái nhà. Mày để nhà không mà đóng thuế bạc xong, nhà mày ở cũng đóng thuế bạc luôn rồi xong hết. Thì ai mà dám bỏ tiền để đầu cơ chỗ đó khi mà dính thuế vậy? Vậy thì nói về thuế ra cái lý tiếp theo. Tất cả chúng ta ngồi đây đều xây dựng cái việc mà tiền lời bất động sản từ cái việc cho đóng thuế. Nói chung nó có đóng mà Duy Nguyễn coi như là không đóng đi. Bây giờ các bạn đóng cái thuế nhà ở các bạn là bao nhiêu? Mô hình thuế và lợi ích của thuế, tác dụng của thuế. Duy Nguyễn sẽ nói trong video khác. Và ngày hôm nay Duy Nguyễn chỉ đưa ra những cái dẫn chứng để cho bạn là cái việc mà cái cơn mơ về cơn sốt bất động sản bạn thấy trong năm 2019, 2018 nó sẽ không còn nữa. Không bao giờ nó quay lại. Nhưng mà nói vậy không lẽ giờ thị trường nó tèo luôn anh? Không. Bất động sản nó có đít và có đớp nhiều lắm, nãy giờ nói tới đít thôi à, chứ nó tăng đớp. Cái mô hình nó không đúng là nó không tồn tại được, còn cái mô hình nó đúng thì nó sẽ tồn tại. Nó phụ thuộc vào cái sự phát triển của nền kinh tế. Vậy thì khi mà giá bất động sản nó cao vô lý như vậy thì đương nhiên nó lại cho, đương nhiên có lợi chứ, lợi cho Tú và Tú ôm đất trúng thời Tú giàu. Nhưng ngược lại ngoài kia xã hội biết bao nhiêu người họ không thể nào họ trụ được với giá bất động sản của đó. Ví dụ bây giờ thí dụ như ở một cái vị trí, tức là ông cái là dự án trên giấy nha các bạn, là vẽ đầu thôi, thực tế nó không có. Là giờ ví dụ như bỏ ra 100 tỷ đi mua nhà, đi mua cái shop house, xong nào 100 tỷ chém cho nó tròn số thôi các bạn. Đó là chương trình chém gió kinh tế mà, đừng nóng nha. 100 tỷ
mua shop house. Rồi tôi xin hỏi hỏi các bạn bán gì được 100 tỷ đó. Bán cái gì để thu được 100 tỷ đó? Không có bán cái gì nổi hết. Trong một cái nền kinh tế đang phát triển như vậy bán cái gì? Các bạn thử qua bán một cái rồi. À không đâu bạn nha. Kia nói bán gì vậy rồi? Bán gì bán cái đó đang lại chứ. Ủa sao lại tủ? Trên đó là những chơi đó tốt. Nhưng mà cái tâm lý đấm vô à mạng tú. Giờ tú coi live vlog của Di Nguyễn rồi nhiều tú lỗ cá rồi giờ đánh cho mạng tú. Cô cầm tiền cô ôm đất vậy là xưa rồi cô cỏ nó mọc không. Ủa cô quán hết thì cô mua shop house của con. Cô mua shop house mày làm gì tao đâu giờ nhà lên xì phố ở đâu? Tao không cần gì ơi. Cho mướn bây giờ hả shop house là cô chỉ cần bỏ ra 100 tỷ thôi. Cô sẽ cho mướn 1 tháng 3 tuần trong vòng 1 2 3 4 4 năm là thu hồi vốn. Ví dụ như mà má Tú cắn vô miếng ớt này thơm không? Cay đúng không? Nhưng mà cũng chưa ghê đâu Tú. Nói chung là bán hết đất. Má Tú còn 100 tỷ. Nhưng mà cái chuyện má bán hết đất đâu được 100 tỷ thì có 50 tỷ thôi. Dạ, được, 100 tỷ sao bán? No, không phải là giá đất nhà em 100 tỷ mà là cái miếng đất nhà em nó có giá 50 tỷ. Mà bây giờ đặt ra mà tốn shop house là 100 tỷ thì lúc đó là má Tú bán hết đất luôn được 100 tỷ. Không mua được cái shop house đó. Lúc này phải cần sự trợ giúp, hỗ trợ tài chính của nhà băng. Nhà băng vô mức 50 tỷ, lãi suất 13%, 11%, 12% gì đó không biết. Rồi lúc này nó tà le nè. Thứ nhất, shop house đóng cửa đóng thế này. Các bạn muốn biết shop house nó có đóng cửa không, các bạn cứ search. Tại vì tôi nói thẳng tại sao nó đóng, mô hình nó hoạt động tào lao nó đóng thôi chứ không gì trơn trọi đó. Nhà kinh doanh, người kinh doanh với con khỉ vậy. Nói thiệt bạn á, một cái nền kinh tế nhà kinh doanh, người kinh doanh thì kinh doanh cái gì các bạn? Chỉ có kinh doanh chém gió là thôi chứ kinh doanh cái gì bây giờ. Bạn phải có sản xuất, bạn phải có hàng hóa, bạn có hàng hóa bằng dịch vụ bạn mới kinh doanh được. Và muốn kinh doanh nó lên được thì nền kinh tế nó phải phát triển. Lương thằng Tú phải 40 triệu, lương thằng Tú phải 40 triệu người ta mới kinh doanh được, chứ người ta không thể làm kinh doanh được trên cái lương thằng Tú có 10 triệu. Hiểu ý gì Nguyễn nói không? 10 triệu tôi bán nước mía thì ok. Bán nước mía rồi mướn cái shop house đó cho chết à. Nên cái mô hình shop house bản thân nó phần lớn rất là nhiều như thấy nó không hợp lý. Không hợp lý nó ngáo giáo quá. Mà nếu các bạn không tin các bạn đi đến hết những khu du lịch đi. Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang gì đó. Shop house gì đó. Bây giờ cửa chốt then cài. Rồi xong rồi im lìm điều hiu. Thậm chí hạ tầng xuống cấp. Mà cái này là Duy Nguyễn chưa nói về vấn đề pháp lý. Vấn đề pháp lý của căn shop house đó là đúng hay sai. Có sổ con sổ cô đô bay gì có tùm lum lưa hết. Ronaldo gì đó. Quá trời quá đó. Nên đó là những cái nó không phù hợp ở trong cái nền kinh tế hiện tại. Nó không phù hợp ở trong cái nền kinh tế hiện tại. Nhưng có thể trong tương lai maybe nó đúng. Nhưng mà nó đúng là phải chỉnh lại nữa. Chứ không phải nó vậy mà nó đúng. Tức là Việt Nam đi sau thế giới rất là lâu. Bạn nhắm lại ở đây hỏi bạn bao lâu Việt Nam bằng G7 bây giờ? Tôi cho các bạn có mốc 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Bằng thì chắc chắn là sẽ bằng rồi đó. Đó là câu chuyện của tương lai mà. Tương lai chuyện nào tôi cũng biết. Thì có thấy không? G7 mô hình nó chưa vậy nữa. Rồi đây nói thêm là lâu lâu có những cái mô hình giống như là cái gì? Paris trong lòng này. Rồi xong rồi thêm là Địa Trung Hải trong lòng thằng kia. Rồi xong rồi Venice trong lòng thằng nọ. Các bạn ở đây có một số bạn sẽ cảm thấy ô mô hình đó nó rực rỡ, nó đã quá, tôi đâu cần phải đi qua châu Âu đâu. Nhưng mà đối với tôi nó là sống ảo. Tại sao mình không là mình? Mình cứ lấy cái thằng này của thằng kia, thằng kia của thằng nọ, trong khi chả có khí khô gì hết. Bạn nói là đi Địa Trung Hải rồi, qua Địa Hải đâu đây có rồi. Vô nhìn nó khác quá bạn. Nó khác quá, không có giống cái gì trên á. Qua Địa Trung Hải ta nhìn thấy thứ nhất là hạ tầng cảnh quan, mà ta nhìn thấy con người đó nó khác nữa. Còn vô đây toàn là nên cái đó là những cái gì, là những cái mà nó làm cho ba chữ bất động sản nó trở nên ngáo giá đó là Di Nguyễn điểm qua những nghịch lý sơ sơ thôi mà còn nhiều lắm. Thôi lựa chứ đừng cho phép thôi, miệng mượn uống cái điều cao cái nói tiếp nha. Rồi quay lại vấn đề mà khi nào ấm trở lại. Ấm thì có đó, bỏ qua mấy thằng sai nha, bỏ qua mấy thằng những không đúng mà bỏ qua những thằng không thực tế. Bây giờ mình nói thằng thực tế. Một cái bất động sản mà trong giai đoạn hiện nay nó chịu trận, nó khổ, mà nói chung Như Nguyễn rất là đồng tình và rất là thương cảm, đó là bất động sản nhà phố. Nó bị ảnh hưởng. Bất động sản nhà phố đây là gì? Right here. Phòng gym đó nè. Mấy cái chỗ mà McDonald rồi gì thuê đó. Nói chung là những cái tuyến nhà phố hiện hữu đó. Những cái tuyến dân cư hiện hữu, nhà phố hiện hữu, trong một cái đô thị hiện hữu, nó bị ảnh hưởng. Tất nhiên nó bị ảnh hưởng không nhiều, nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng. Nó bị ảnh hưởng đây có hai chiều. Một á là theo cái giá thị trường ngày trước, thì nó làm cho bây giờ thị trường nó chững lại, cái giá nhà nó đau xuống, nó đau xuống ở đứng một chỗ đó, thì nó ảnh hưởng tới những cái tính toán của những người chủ business đó. Và thêm một cái ảnh hưởng theo độ tiêu cực này, biết ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa ở đây nó nóng quá, nó tỏa nhiệt ra bên đây thì ở những vị trí này nó sẽ nóng thêm. Thì nói cách khác là những cái mô hình ảo ở đâu những cái chỗ mà nó bị ngáo giá rồi đó, nó đâu nó sẽ làm ảnh hưởng tới những khu vực đang hoạt động một cách gọi là đúng đắn đi. Thì những khu vực đó nó hoạt động cách đúng đắn đó, vô tình nó làm cho cái giá nó cao lên. Khi mà nó làm cho cái giá nó cao lên thì dân đầu tư và người làm kinh tế nó bị dính vô cái tiền gọi là tiền mặt bằng. Bởi vì bạn nghe đó, ở đâu có một câu là gì, thôi làm mới, xin lỗi bạn, nhưng mình nói cho chuyện đời chút nha, bạn đừng nóng nha, làm mấy con mẹ gì chủ nhà nó ăn hết. Nghe nó thô mà nó thật mà, đúng không? Nó ngẫm những giới chuyên gia đã từng nói là cái giá nhà thuê, cái giá thuê mặt bằng ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội đó là thuộc top cao của thế giới. Trong khi bán ra chuyện đi trà sữa thôi, bán ra chỉ tô phở thôi, mà nói về kinh tế đau đầu đúng không?
nói ra gặp nhiều thành phần không học kinh tế ngày nào có ai vô cãi vậy, đúng rồi, nó tự hào tô phở lắm, xong rồi bị đặt so sánh phở Việt Nam với phở Mỹ nữa. Mới so thì được, so thì nói chung con người ta là sự so sánh, chúng ta có hai con bò chúng ta cũng so sánh với nhau thôi đấy, cũng rất bình thường. Nhưng mà so thì phải so nó đúng. Nếu mà các bạn muốn so, ví dụ này bạn lấy cái mô hình tiệm phở của Mỹ, bạn so với mô hình tiệm phở Việt Nam, nó phải là apple to apple chứ không phải là apple to trust, các bạn hiểu không? Vậy thứ nhất là quy trình kiểm tra chất lượng phở Mỹ với Việt Nam, ok. Thứ hai, nguồn gốc xuất xứ tất cả thực phẩm của phở Mỹ và phở Việt Nam. Thứ ba, hệ thống tiện nghi của phở Mỹ và phở Việt Nam, gồm có parking, AC, điều hòa, restroom, nó đó, những cái đó đó phải so cho nó tương đương, chứ không phải tự hào mình Mỹ ăn tô phở 15 đô, bên tao ăn tô phở 30 ngàn, so ra còn cãi lộn, mà cãi ai cãi, toàn hai Việt Nam cãi nhau đó. Không mà nói gì nó qua đây ta, à nhớ rồi, tức là giá mặt bằng nó cao mà trong khi giá phòng tập gym nó rẻ, thì cái thằng nó lên phòng gym chừng nào nó mới có ăn, đúng không? Nhưng mà khi mà nó không có ăn á thì nó đóng thuế doanh thu nhập doanh nghiệp thấp, nó không thể trả lương cho thằng Tú cao, nó đè từng cái vậy nè, cuối cùng cái miếng bánh lợi ích nó không có đều, các bạn hiểu không? Nó nghịch lý lắm. Tại sao tất cả những cái mình kinh doanh á, thật sự nói thật, nền kinh tế Việt Nam, nói một câu đúng sai các bạn đưa nhận định nha, hiện tại là nền kinh tế vỉa hè. Câu này người ta nói phải tôi nói à, các bạn thấy đúng hay sai? Nền kinh tế vỉa hè là gì? Không có vỉa hè mà dẹp, đó là nền kinh tế vỉa hè đây, chuyên gia kinh tế ông nào tên gì tôi Diêu Nguyễn quên rồi, nhưng mà ngẫm mà đúng chứ bộ. Nó mà nhắc tới nền kinh tế vỉa hè Diêu Nguyễn đi tới cái sai mới, cái sai kia nữa nè. Giờ nói chung là chỉ là tránh gió mà đừng lo tập đó nha. Không có được kịch bản trước. Một dự án trên giấy, có trường học, có bệnh viện, có tùm lum, không thấy đâu hết. Tức là cái giờ nói về nguyên tắc cái dự án này thì nó phải có điện gì để đi qua lại con nhiều điện thoại ta, điện đường trường trạm gì đó, phải có bệnh viện, phải có trường học mới làm được, công viên đồ thì mới nói chắc chắn phải có, giống như khách sạn làm sao phải có phòng gym rồi đó, nhưng mà vô phòng gym cái muốn ói vậy ra làm gì, làm để đối phó chứ làm không có thật sự để phục vụ cho khách hàng, mà gym phải đẳng cấp giống như Nguyễn vậy đó, phải máy Mỹ high class đồ này nọ kia. Rồi thôi quay lại, không đi lăng mang, quay lại cái chuyện nghịch lý nè. Bây giờ một cái khu dân cư theo các bạn cho phép kinh doanh hay không, này kinh tế nó hơi khó hiểu chút. Tốt, cho cũng được, không cho cũng được, xong được thôi, đó là luật thôi. Giờ thí dụ như anh cái cục đất của anh nè, cái chỗ đứng nè, anh quy hoạch thành một khu dân cư, trong đó có 100 căn hộ nhà lùng liền kề gì đó, thì theo Tú á, nên cái chỗ đó kinh doanh được không? Được đúng không? Được, ok, Tú chỗ kinh doanh được. Vậy thì ok, kinh doanh được thì kinh doanh. Vậy thì cái nhà đó vừa để ở và vừa để kinh doanh, đúng chưa? Ok, thì cũng được đi. Kinh doanh cho ai trong đó? Kinh doanh cho mấy người được mua nhà trong đó vậy. Exactly. Kinh doanh cho mấy người mua nhà vòng đó, đúng không? Được nhiêu căn hộ mày, có 1000 căn hộ à? Bây giờ có 1000 căn hộ hả? Mà cứ cho một, bây giờ cứ cho một căn hộ á là có người tập gym đi, cứ cho lại vậy đi, nhắm có nổi không, làm gì có, đúng không? 1000 căn hộ cho là thường thường giờ chắc nít hai vợ chồng hai đứa con nít tập gì, đúng không? Còn hai vợ chồng rồi thôi, mở phòng gym đó chắc lỗ sặc máu nếu mà chỉ cho người trong căn hộ tập, đúng không? Nên chắc chắn là phải cho người ngoài tập nữa. Lúc này nghịch lý bắt đầu xuất hiện, có hai nghịch lý, đường nào tôi cũng chết. Tránh gió nha các bạn, nhớ là trên đình tránh gió nha. Bây giờ người ở ngoài người ta vô tập nhiều, đúng không? Kẹt xe, quăng rác, xe đậu tùm lum, nghịch lý không? Mà trong khi đúng không, trong khi căn hộ quy hoạch á nó đủ bạc kinh cho nhiêu đó, tôi trách liền. Cái vấn đề bạc kinh là tôi mổ ra clip đó. Bây giờ một nhà phải một xe hơi, quy hoạch là phải như vậy. Giờ thí dụ như ngàn căn hộ có bạc kinh được 1000 xe không? Chắc chắn không được rồi, thêm khách ở ngoài vô một cái nữa, xong rồi từ lừa hốc me luôn. Còn nếu mà cho người ở đó không á, khó hoạt động, nhiều khi cũng không đủ ăn, cũng lỗ. Mà cái hệ số phủ đầy cũng cái căn hộ là câu chuyện khác nữa. Mà thậm chí đối tượng nào ở nữa. Mà đối tượng ở khi người ta đi mua căn hộ, mượn tiền ngân hàng mua xong rồi gồng lãi cả tháng, muốn chết luôn rồi. Nhu cầu ăn uống là cái gì nữa? Nó tóm lại là cái gì nữa? Ở Việt Nam cái tư duy để dành tiền là một nè. Thứ hai là thu nhập thấp là hai nè. Cái tiền mà để đổ ra nền kinh tế, một người bạn nhắm đổ được nhiêu? Người Tú theo Tú đổ được nhiêu nền kinh tế? Lương tháng đổ chắc 3 triệu là cao rồi. Cứ cho là lương Tú 10 triệu đi, Tú đổ vào những cái nhu cầu sinh hoạt ăn ở là muốn hết rồi. Mà thêm cái mắc nhất là cái tiền nhà. Chắc chắn như là mắc nhất là cái tiền nhà. Đó. Thì cái số tiền nó đổ nền kinh tế nó không có nhiều, nên cái nền kinh tế nó sẽ không đủ lực để nó run, để nó run cái mô hình đó, tức là để nó vận hành cái mô hình mà cái mà Tú nãy tôi nói là mở cho phép shop house, cho phép kinh doanh ở trong khu dân cư đó thì không đủ. Tại vì ví dụ như bây giờ á, mà trong cái khu dân cư đó ông nào cũng 50 triệu hết, ok tôi làm được á, nó vô phòng game đóng cửa, nó đóng tiền tổng ngại nghỉ, ok có quen có tiền mà, nhưng lực tao không có, tiền tao không đủ thì không có nào mà lên vậy được, đồng ý chưa? Cho người ngoài vô cũng xong, mà cho người không vô cũng xong. Rồi thêm cái nghịch lý là nghĩ rằng
à tôi nghĩ rằng tôi làm một cái cụm như vậy thì ô mấy tú nhà ở trong hẻm quận 4 sập sà thì mày phải bò đây thôi con, mày mốt mà vợ đẻ sao cứu vô sao nói vậy đúng không? Nhưng mà nói ngược lại, ở trong quận 4 tú làm ăn được, tú chạy xe ôm tú tắt qua ngày tú sống được đúng không? Nhưng mà tú đi chung như đây là tú nói rồi thôi vô tiếng lên à tiếng lên bốn tay đập bạc 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 thôi chứ ngoài đây chạy xe ôm cho ai đó nên thực tế. Sau đó là dân không phủ vô đây thì cái ông nội shop house nó chết luôn. Tại vì giá shop house là bán mắc hơn. Nên nói chung là những cái nó không hợp lý. Nhưng mà nó qua này qua kia, đồ đồn thổi, đồ lên, nâng giá trị, rồi tới tất cả, rồi tùm lum tùm lưa. Học hành cả đời không bằng tiền lời đổ đất, nhà nhà đổ xô làm bất động sản, người người đổ xô làm bất động sản. Cụ nông dân tuổi retirement là tuổi gì nghỉ hưu tới nơi rồi cũng đi làm bất động sản. Đó, nên nó sẽ vô tình nó kéo mọi người vô đó. Mà giống như nó là một cục 500 không có thật. Nó hút. Nó dẫn tới Tú sẽ coi thường việc học. Tú sẽ thấy, học hành làm kỹ khô gì ra được bán đất bằng mày làm 3 tháng. Rồi cứ bán không được thì sao? Đó. Nên một cái xã hội mà sau này sẽ coi thường việc học, coi thường lao động, coi thường sản xuất, coi thường nâng cao trình độ. Thì nên cái những cái lực lượng lao động đó, nó sẽ làm y ạch đi ạch, khó phát triển kinh tế. Đây cũng là một trong những cái đáng suy ngẫm. Dồn ngụm cái bạn. Chủ đề là lan man quá ha. Tôi tính nói nữa nhưng mà Tú nó nhắc thầy 23 phút rồi thôi kệ nó thầy chốt là vấn đề ngắn gọn mô hình bất động sản mà nó hot như xưa đó theo Duy Nguyễn là nó xảy ra được. Tại vì kiểu gì thì kiểu kinh tế nó vẫn phải hoạt động theo nguyên tắc của nó, mà nguyên tắc của nó là gì, là mấy thằng G7 nó đã chày di chốc dãy nó đã dập mình đó rồi để nó có được cái GDP 50.000 đô một năm. Còn bây giờ Việt Nam đang GDP cứ cho là 4.500 đi đó thì kiểu gì mình cũng phải bước qua những giai đoạn đó để phát triển một nền kinh tế thịnh vượng vậy thôi. Nên cái mô hình hot đó nó chỉ là hiện tượng quá khứ và nó sẽ là ký ức của một số người. Nhưng khi mà kinh tế ổn định trở lại, sản xuất phát triển trở lại, đơn hàng này nọ châu Âu, châu Mỹ, cho Nhật Bản, Hàn Quốc gì đó nó nhập của mình nhiều không, giờ cái người Việt Nam mình công nhân á, người ta không còn phải nghĩ việc, không còn phải lay off nữa đó. Và phố xá này nọ, người dân có tiền á, phố xá nó trong những khu dân cư hiện hữu đó nó đông đúc, nó phồn thịnh trở lại thì bất động sản sẽ ấm lên. Vậy thì bất động sản ấm lên là gì? Bất động sản dịch vụ. Các bạn nào quan tâm tới chủ đề bất động sản dịch vụ thì các bạn có thể comment cho tôi biết để video sau tôi thực hiện cái chùm video về bất động sản dịch vụ, một loại hình cũng rất là hay. Tất nhiên đây là kiến thức thôi nha, không mua bán gì cả. Ok, rồi các bạn cảm thấy video này hay thì làm ơn subscribe kênh đi, mua sub đi, tắt sim đi, nhớ tôi Duy Nguyễn tắt mà sim.